hôm nay tại đây. Ngày lành tháng tốt gửi lời tỏ tình đến em. Từng giây phút bối rối anh đã lỡ yêu em mất rồi. Làm sao khi giờ đây anh phải nói alo 1 2 đại bàng gọi chiếc cua nghe gió gật gù trả lời nha. Are you ok, em có đồng ý không nào? Làm người yêu anh nhé sẽ chẳng sao. Anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ai rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ được làm cha. Anh sẽ làm cha và em sẽ làm mẹ những đứa trẻ ra đời. Những nụ cười rạng ngời tuyệt vời trên vành môi là người ta thành đôi trong một gia đình nhỏ có hạnh phúc thật to. Bao tháng ngày mong chờ lời tỏ tình ngây ngô nghe rất thô và rất ngộ, nhưng mà đó là bằng cả trái tim của anh mang dành đến. Hãy gật đầu nhà em vì đâu có dễ tìm một ông chồng lý tưởng như là anh đâu mà. Giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời, em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ai rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ được làm cha. Khi thời gian vẫn lướt qua, nhiều năm sau chúng ta sẽ xa. Cuộc đời đâu cho ta nhiều cơ hội, hãy cùng anh nắm lấy nghe này em ơi. Anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ai rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ được làm cha.
hiền hiền ngoan ngoan, làm anh thương quá ơi nàng là nàng ơi. Thương là anh thương em thiệt tình, mai đây mình anh nghĩa vợ chồng, ta sẽ cùng về quê hương đám cưới rộn ràng vui hơn. Nàng dâu xinh quá ơi, cô dâu hiền có bao chàng đời mong. Anh đưa em về, em mới theo anh về, thăm lại miền Tây, thăm dòng chùa Long có ba mẹ đời mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín, có ánh trăng thề, có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu thị thành, anh đây là chú rể miệt vườn, hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn. Em ơi, ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Hiện tại đã bước vào và thỉnh họ nhà gái và đến tư gia họ nhà trai. Khi thức đầu tiên, tôi xin có hai dung cụ, mời hai bà xôi. Bà xôi này nãy không có qua bệnh là cứ dâu thì bây giờ bà lại xôi cầm một ly rượu. Bà xôi này cầm một ly rượu. Và chúng ta uống xong rồi nghi thức lễ bắt đầu tiến hành. Rồi hai bà xôi cũng đi. Rồi rồi, cứ lên đi. Rồi. Rồi, rồi. Cái đi. Bà phải ngay nhìn máy không cái nha. Máy nhìn đăng đâu kìa. Rồi, xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng hai họ. Thưa quý vị, nghi thức khai trường đầu tiên của cô dâu chú rể tại tư gia của nhà trai là cô dâu chú rể sẽ lên đôi đèn, đôi hồng. Rồi xong quay vô trong, quay trong vô hướng cho bà thả, đáp tạ bằng tướng tiến lễ, nhất lễ gật đầu, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, thượng hồng đăng. Thất nguyện, mong ông bà phù hộ cho đôi quyên ương được vững kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc, trường thọ phú quý, trọn đời bên nhau. Cô dâu chú rể cung kính hướng về bàn thờ tổ tiên bà, đáp tạ bằng tứ kính lễ, nhất lễ, đầu, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, lễ thành. Rồi, xây ra làm lễ bái đường bên mọi nhà trai xong, từ nay em chính thức là vợ là chồng.
trước bà con hai họ của bên họ nhà trai cũng như họ nhà gái, cô dâu chú rể sẽ làm lễ phu thê giao ái, cô dâu hãy quay lại nhau. Cô dâu chú rể cũng kính hướng vào nhau đáp tạ một lễ, tiếp lễ gật đầu, chú rể hướng lễ hôn cô dâu. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng. Thưa quý vị, sau khi làm lễ ra mắt ông bà quá cố xong, sau đây cô dâu chú rể sẽ ra mắt ông bà đặc biệt. Cô kính phụ mời bà nội, mời bà con, mời bà con bạch được chưa? Chưa được rồi. Cậu uống đi rồi bà con. Chúc đi. Rồi mời bà nội mở vàng ra đeo cho cháu luôn. Con nghe chị con, mẹ con cháu mẹ này nè. Cảm ơn chị. Nhân ngày lễ tân hôn hôm nay, bà nội có một cái chữ dành cho cháu để trong ngày hôm nay. Đây là móng ngọt, bên đây có được mà. Ừ, bên đây có được mà. Rồi chụp tấm hình cái nha chú Quang. Rồi câu 2. Ông mở phải rồi. Đọc cái sổ đầu 2 đó. Sau khi uống rượu xong thì ông mở. Gặp có quá. Có xuống 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 quá. Chúc cho hai con trăm năm hạnh. Chèo hả rồi. Chèo hả rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhìn tay lại. Đưa tay ra, ngồi xuống. Ngồi xuống à. Rồi. Rồi. Hôm nay mượn ngủ là quà kính dân cha mẹ gọi là đáp ơn. À, sau đây cô dâu kể sẽ phụ mời ba mẹ bên nhà trai. Dạ. À, xin mời. Ơi hả? Gấu. Quá. Gấu mà đánh thua mò đến cho nhà mượn nó sấy. Rồi xong chưa? Rồi, dạ. Hoa ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cô dâu kể hướng về ba mẹ đáp lại hai lễ tạ ơn, nhất thể từ đầu. Rồi, để rồi đứng lên chụp hình với thầy cô hai dựng hai kính lụ. Rồi sau khi uống rượu xong thì cô hai dựng hai có phần quà để tặng cho cô dâu kể như ngày lễ tân hôn hôm nay. Xin mời. Còn anh hai lên chút á. Anh hai có được hai ly đó. Cô dâu kể đáp tạ hai lễ tạ ơn, nhất lễ, nhị lễ và cảm ơn cô kính trụ. Rồi cuối cùng. Nó sẽ tính xem. Nó dốc lời thao từ từ. Nó tự ứng một căn nhà quả máu. Đây mình tháo gì sẵn. Rồi sau khi uống rượu xong thì hai cô có với lời kính chúc mẹ. Rồi phần cô Dung là một chiếc nhẫn để tặng cho cô dâu chú rể nhân ngày lễ tân hôn hôm nay. Cô dâu rể đáp tạ hai cô bằng hai lễ, nhất lễ gần đầu. Rồi nhị lễ là cảm ơn. Rồi chúng ta hãy cúng thiếp kính phụ. Rồi anh hai được cái gì? Rồi sau khi uống rượu xong thì quý thím có phần quà để tặng cho hai cháu. Đây là lễ tân hôn hai, xin mời. Thưa quý vị, chú thím có phần quà đó là một chiếc nhẫn tặng cho hai cháu nhân ngày lễ tân hôn hai. Rồi hai cháu cùng kính hướng về chú thím đáp tạ hai lễ tạ ơn, nhất lễ, nhị lễ. Rồi xin mời chú thím đứng lên. Rồi xin mời tặng quà.
Rồi. Đối với cái ngày vui của hai cháu thì cô Diễm có hai phần quà, đó là hai chiếc nhẫn để tặng cho hai cháu trong ngày lễ của hôm nay. Rồi. Hai cháu hướng về cô và Diễm đã tặng hai lễ tạ ơn nhất lễ một đầu. Rồi, chị lễ. Rồi, mời hai con cô Diễm lên hai, chị hai kính tụ. Xin mời. Xin chào. Ngày vui của hai em thì hai chị hai có quà tặng và có những lời chúc tốt đẹp, xin mời. Kính thưa quý vị, hai chị hai có phần quà đó là một chiếc nhẫn và lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Quý vị hãy dành chặt có like chúc mừng. Rồi, hướng về hai chị hai đó tặng hai lễ, nhất lễ, nhị lễ, rồi đứng lên. Nghi thức hương rượu mời ông bà tiền đề trong họ nhà trai đã kết thúc buổi lễ bái đường của hai cháu tại cư gia trong họ nhà trai. Tôi xin được đại diện cho họ nhà trai kính mời bà con họ nhà gái cũng như họ nhà trai cùng ở đây tiến về phía trước ở nhà trai phía trước để cùng dự buổi tiệc mừng lễ tân hôn cho hai cháu. Trước khi được lời, xin được đại diện nam nữ dung hôn cũng như cô dâu kể rất cảm ơn quý vị và khách quý bà con hay họ đến tham dự làm cho buổi lễ tân hôn nay thật là long trọng và náo nhiệt. Và xin lời cuối cùng xin được thay mặt kính chúc quý vị quan khách gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc như ý. Thưa quý vị hãy dành tràng pháo tay chúc mừng buổi lễ thành công tốt đẹp. Rồi mời hai ông vui chúng ta cùng lên cái. Rồi.